Trước khi tiếp tục ấy, cho chúng tôi được thể hiện một điều này, chúng tôi muốn lời cảm ơn đến tất cả những người đã cùng sát cánh với chúng tôi thực hiện chương trình này, ngay cả với những đội thanh niên đã giúp đỡ chúng tôi, đội Best, đối với Fantasy, đối với Hồng Nhân, đối với tất cả những người đã góp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này, với VJT nữa. Và đặc biệt khi chương trình chúng tôi thực hiện đã có truyền hình ITV, họ đã ghi hình toàn bộ những thước phim này, và sắp tới đây các bạn sẽ được xem lại toàn bộ hình ảnh này trên kênh ITV nhân dịp kỷ niệm tròn 4 năm ngày ITV ra đời. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đã được viết trong một quá trình rất là dài. Suốt từ lúc tôi còn tấm bé, tôi đã học được một câu chuyện về hoa ban trắng. Và trong suốt thời gian qua, khi mà có được rất nhiều dịp cùng với các bạn thanh niên trong chương trình Ấn Tượng Việt Nam, tôi đã đi khắp nơi. Và khi tới với Tây Bắc, mặc dù trong một thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng trong thời gian đó, một quá trình viết đã được hình thành. Và ngay sau đây sẽ là bài hát Hoa Ban Trắng. Trai mường đắm say, nhưng trái tim nàng đã trao chàng khung. Chàng trai này giỏi săn bắn, luôn chăm lo mùa màng trên nương. Lời ca nàng bao đắm say, dưới khung dệt thoi đưa sắc ngàn. Nhưng cha nàng không ưa chàng khung, chê chàng khung thân phận quá nghèo. Bỗng tới một hôm em nàng cười, em nàng sống với một gã lười. Nàng đâu chịu đời u ám, liền bỏ trốn tìm về bên chàng. Đúng lúc đi sang quá xa, chàng đâu biết tay hoa ấm xuống. Khăn biêu nàng buộc lấy dấu, chứng minh lòng mình bên chân cầu thang. Vách đá tuyệt vọng nàng gọi, rồi gục xuống sườn núi lưng trời. Gọi chim trời, rừng ban trắng lặng lẽ đáp lời.